Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video mình hướng dẫn mọi người tham gia mỗi kèo từ BSC Scan từ sàn Binance, BSC Lean An Row 2 trả lời câu hỏi quizit mọi người nhé. Để tham gia được cái dự án này thì tất nhiên mọi người cần có một tài khoản, không biết có cần tài khoản Binance không biết, nhưng mà lát nữa mình nếu như mọi người có tài khoản Binance thì cứ là yên tâm nhé. Ok, để tham gia dự án này thì mọi người vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người là đi trả lời các câu hỏi nhé. Đây là link của nó nhé. Sau đấy mọi người sẽ bấm vào từ tiếp này. Chắc không cần tham gia chỗ này đâu. Bấm tiếp cho mình. Rồi, ok. Ở đây mọi người sẽ nhập địa chỉ ví Binance, địa chỉ ví BSC của mọi người nhé. Mọi người sẽ copy địa chỉ ví ở trong ví Trust Wallet và ví MetaMask cho mình nhé. Mọi sao chép địa chỉ ví. Rồi mình lấy địa chỉ ví này. Đây mọi sao chép địa chỉ ví này. Sao chép. Ok. Quay trở lại. Dán vào đây. Rồi. Tiếp tục ở dưới này là nhập email của mọi người này. Rồi. Nhập username Telegram. Thế là lúc nãy ở bên kia cũng mọi người phải join vào các nhóm Telegram à? Thế phải quay lại à? Thế phải quay lại mọi nhá. Quay lại này. Ở bên này mọi người phải join vào kênh Telegram cơ. Twitter còn đâu? Ok, như vậy thì mọi người sẽ quay lại, mọi người muốn join thì join nhá. Mình sẽ join xem nào. Mọi người join vào các nhóm Telegram xem nào. Đây, tham gia. Ông I am Anos này. Rồi. Quay trở lại này. Tiếp tục join vào kênh này. Bấm tham gia. Ok. Ở đây nhập mã captcha, chưa thấy mã captcha này. Không thấy mã captcha đâu ta. Ok, mọi người cứ join vào tất cả các nhóm cho mình nhé. Sau đấy mọi người sẽ bấm tiếp này. Rồi, điền địa chỉ ví BSC mọi người vào, điền địa chỉ Gmail, điền địa chỉ Telegram, điền username Twitter cho mình. Rồi. Sau đây bấm tiếp này. Rồi, ok. Ở chỗ này xem nào. Nếu bạn muốn sửa đổi hoặc nghi ngờ về một trong những câu trả lời, bạn có thể tham khảo. Không cần. Bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi dưới này nhá. Mọi người để ý nhá. Ok, cái phần câu trả lời thì mình sẽ để link những cái câu trả lời vào trong nhóm, mọi người có thể lấy câu trả lời nhé. Đây, đấy, mình sẽ lướt qua cho mọi người đây. Đấy, mình sẽ trả lời rồi thì bây giờ mọi người sẽ vào link ở dưới nhóm đó, mọi người sẽ vào đấy mọi người lấy câu trả lời nhé. Sau khi trả lời bấm vào tiếp với mình này. Rồi, tiếp tục này. Trả lời tiếp những câu dưới này cho mình nhé. Ok, tiếp tục nào. Trả lời xong bên này trang thứ hai thì mọi người bấm tiếp tục nhé. Ở đây khá là nhiều đúng không ạ? Mỗi trang thứ tư cần hai trang nữa, bấm tiếp tục nào. Rồi, lại tiếp tục trả lời câu hỏi nhé. Ok, tiếp tục nào, trang thứ năm đúng không ạ? Khá là câu hỏi khá là nhiều, nhưng mọi người phải bình tĩnh nhé. Rồi, bấm tiếp nào. Rồi. Và cuối cùng, đến bước này thì mọi người đã hoàn thành tất cả các câu hỏi rồi mà bấm gửi cho mình nhé. Bấm gửi cho mình là xong nhé. Ở đây là một kèo không red nhá. Mọi người yên tâm nhá, bởi vì một kèo này không red. Ok. Bây giờ mà bấm gửi cho mình này. Rồi thì như vậy là câu hỏi của mình nó đã lưu lại đúng không ạ? Mọi người có thể bấm vào đây kênh này để xem. Kênh channel của nó này. Giờ là kênh channel. Bấm tham gia. Rồi thì khi nào nó cập nhật thì nó sẽ vào đây nhá. Comment.
NFT, Binance. Ở đây có dự án gì đây? Follow Twitter. Ở cái link mà mọi người join vào nhóm Telegram này, thì là nó sẽ có một phần nhiệm vụ mọi người nhé. Mọi người sẽ vào cái kênh Twitter này này, mà follow kênh game NFT này, tham gia này. Ở đây ở trên này không cần, trên cái nhóm trên trên Telegram không cần. Mọi người vào Twitter, thằng Twitter, bấm vào tham gia này, bấm retweet bài đăng này, viết comment này, cộng với địa chỉ ví BC của mọi người sẽ nhận được là 2.000 token NFTG nhé, tương đương cả là 10 đô. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm luôn. Bây giờ mọi người sẽ bấm đầu tiên, mọi người join vào kênh này nhá. Đây đấy, nó join vào rồi nè. Sau đây bấm vào kênh Twitter này, mọi người đăng ký này, trước hết là follow đây này, bấm vào kênh NFT game này, bấm theo dõi cho mình này, rồi sau đó quay trở lại, kéo xuống dưới này, bấm follow, sau đó retweet, retweet comment đi, comment ba người bạn đó, follow Twitter, retweet và tăng 4 người bạn, à retweet và tăng 4 người bạn, ok. Trước hết là comment đó này, comment này, mọi comment tăng 4 người bạn cho mình này, rồi tí nữa tên đấy kia tặng sau. Ok, sau đấy viết địa chỉ BSC. Rồi, dán địa chỉ ví BSC mọi người vào đây. Ok, sau đó trả lời. Ok, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ con biết đây là retweet này. Retweet và tăng 4 người bạn cho mình. Trích dẫn này, viết 4 người bạn cho mình. Rồi. Ok. Sau đây bấm tweet lại. Là xong. Đấy, như vậy là xong đúng không ạ? Ok, thì mọi người cứ làm xong nhiệm vụ ở bên cái form kia để ăn chia, để nhận được cái token trên cái form kia đó nhá. Còn cái link này mình sẽ để phần mô tả cho mọi người luôn. Đấy, mọi người làm xong link kia thì mọi người sẽ sang link này luôn nhá. Không lằng nhằng cho nó đỡ đỡ mất mọi người không hiểu nhá. Tức là mọi người làm xong bên này. Đây, tức là mọi người làm xong bên đâu nhỉ? Đây chứ. Đây này, bên cái link đầu tiên mình hướng dẫn mọi người trả lời câu hỏi quiz ấy. Sau đấy mọi người làm xong gửi đến bước gửi xong rồi nhá, mọi người thoát ra. Sau đấy mọi người sẽ vào cái link này cho mình nhá, link ở trên Twitter này, mọi người vào thẳng cái link này cho mình. Đấy là mọi người lại làm cái nhiệm vụ này để mọi người có thể nhận được là 2.000 token NFT này nhá, NFTG này nhá. Đấy. Ok chưa? Nó có một cái link đây, mọi người cứ làm như thế này, mình gửi địa chỉ ví nó được. Đấy. Rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người như video tiếp theo.